Anh em có nên trang bị cốp điện cho xe không ạ? Rất là nên trang bị cho chiếc xe của mình nhá. Vì nhiều khi anh em muốn mở, anh em ở xa mà anh em muốn mở cái cốp ra thì anh em lại phải chạy xuống, khi mà bấm cái vào cái nút này thì nó mới bung cốp ra này. Nhưng mà nếu khi như anh em trang bị một cốp điện rồi thì anh em sẽ tích hợp được trên chìa khóa zin này của anh em, và anh em chỉ cần ấn ở trên này và nó sẽ tự động đóng cốp xuống cho anh em. Đấy, rất là thuận tiện đúng không ạ? Và nếu như khi mà anh em muốn mở cốp lên thì anh em cũng sử dụng cái chìa zin này ở khoảng cách xa mà cái chìa khóa với cái ô tô có thể nhận được với cái tín hiệu của nhau thì nó sẽ tự động mở ra cho anh em này. Cực kỳ thuận tiện đúng không ạ? Và anh em sẽ không phải đến gần nữa. Nhiều khi khi anh em ở nhà ấy mà vợ con muốn mở cái cốp ra thì mà không biết mở ở đâu ấy, thì anh em có thể hỗ trợ trực tiếp như vậy. Đấy. Và thứ hai là nó sẽ có một cái nút bấm trên này. Đấy. Nhiều khi là anh em không với đến cái này, hoặc là nhiều khi là trẻ con hoặc là người lớn không thể với kéo này xuống, thì anh em chỉ cần bấm vào thao tác đó, một bấm thao tác bấm nút thôi là cốp này sẽ tự động đóng xuống. Và anh em mở ngoài này anh em vẫn mở như bình thường nhá anh em nhá, vẫn bấm một bấm trên này và anh em sẽ mở được này. Đó, rất thuận tiện đúng không ạ? Điểm đặc biệt nữa là cái xe này sẽ được trang bị một bộ cảm biến đá cốp nữa. Anh em chỉ cần đá vào phần cuối xe thôi là cốp sẽ tự động đóng xuống hoặc cốp điện sẽ tự động mở lên. Rất thuận tiện đúng không ạ? Đấy. Và rất là nhiều cái tính năng thuận tiện cho chiếc xe mà khi anh em trang bị cốp điện này cho anh em này. Và thứ hai là anh em có thể mở trong phần khoang nội thất cũng được ạ. Đấy. Và bộ cốp điện này sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm. Đấy, anh em nào mà đi xe mà chưa có cốp điện hoặc đang có nhu cầu nâng cốp điện đấy, đến ngay Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác.